Mới đây, Hiền Thục bất ngờ đăng tải status khá tâm trạng, kể một chuyện tình. Những chia sẻ của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Cô bộc bạch, em lồng vào tay một chiếc nhẫn đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay sở thế nào. Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, vượt khỏi mọi đại dương đau thương, rằng em đã cạn khô nước mắt. Song cuối cùng, anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui. Là em, nợ anh là món nợ bất khả hồi, ta không có bắt đầu nên chưa có kết thúc. Em đắm mình, có oan trái hơn, vẫn không hờn không oán, em yêu anh. Dưới bình luận, nữ ca sĩ tái bút, chẳng rõ có phải là tình yêu hay không, nhưng có lẽ suốt cuộc đời nàng sẽ khắc ghi cái tên dễ thương này, SK. Ngay lập tức, nhiều netizen cho rằng cô đang gặp trục trặc tình cảm, người lại nghĩ rằng nữ ca sĩ được cầu hôn qua chi tiết chiếc nhẫn. Song mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đồn đoán vì chính chủ vẫn chưa lên tiếng giải thích.